Ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách nấu món canh chuối xanh đơn giản nhưng ngon, không thua kém gì món chuối xanh chay. Món này làm rất là dễ, nhanh chóng mà ăn thì cũng rất là đủ dinh dưỡng. Cô chú anh chị em và các bạn thấy thích món canh chuối xanh chay này thì mình mời cô chú anh chị em và các bạn cùng vào bếp với mình để thực hiện chế biến món ăn chay hôm nay. Để làm món canh chuối chay đơn giản thì ở đây mình có 500 g chuối, một bó nấm kim châm 100 g, 200 g cà chua, 20 g rau ngò gai và lá lốt để nêm, hai trái ớt, một miếng hành ba rô chừng 5 g. Trước tiên mình chuẩn bị một cái tô lớn, một ít nước cho vô chừng nửa muỗng cà phê muối. Nặn vô một trái tắc hoặc là chanh để cho chuối không bị đen. Rồi tách bỏ vỏ chuối. Cái chuối xanh này rất là dễ mua ở ngoài các cái sạp rau ở ngoài chợ truyền thống. Rồi tách bỏ hết vỏ rồi mình cắt xéo miếng vừa ăn theo sở thích gia đình. Cắt miếng chừng một sen. Rồi mình để đây mình ngâm chuối 10 phút. 4 trái cà chua thì hai trái mình cắt hạt lựu, hai trái mình cắt múi cao. Tiếp đến mình cắt một ít hành ba rô. Rau lốt thì mình cắt sợi. Bạn nào mà ăn được hành lá thì mình cho vô thêm một ít hành lá cho thơm. Cây thì mình cắt thêm ít lát ớt ha. Rồi xong cái phần rau nêm và cà chua rồi tiếp đến. Bắt cái nồi lên cho nóng, cho một ít dầu ăn theo khẩu vị gia đình. Dầu nóng rồi mình cho vô một ít hành ba rô băm. Khi cho hành ba rô dậy mùi thơm rồi mình cho cái cà chua sắc hạt lựu vô. Xào cho cái cà chua sắc hạt lựu chín như. Nêm vô nửa muỗng cà phê muối, 2/3 muỗng cà phê bột nêm chay. Rồi mình tiếp tục xào cho cái cà chua chín tới luôn. Lưu ý là xào cái cà chua này trong lửa vừa vừa thôi, chứ nếu mà xào lớn quá thì sẽ bị khét ha. Rồi cà chua nhừ ra như thế này rồi mình cho nước theo khẩu vị gia đình ha, thích ăn lỏng hoặc ăn đặc là tùy thích, không có trọng lượng ha. Cho nước xong rồi mình nêm vô một muỗng cà phê đường phèn. Bạn nào có ăn bột ngọt thì mình nêm thêm bột ngọt ha, mình không ăn bột ngọt nên cho đường thay thế cho bột ngọt. Rồi để đây cho cái nồi nước dùng sôi quay trở lại. Xả rửa cái nấm kim châm cũng như là chuối luôn ha. Nấm kim châm này thì mình rửa nhanh qua nước muối thôi, mình ngâm nước muối chừng 1 đến 2 phút thôi chứ đừng có ngâm lâu á các bạn. Ngâm lâu là cái nấm này sẽ bị thấm nước rất là nhão. Tiếp đến mình xả rửa cái chuối luôn. Đã rửa chuối xong rồi mình quay trở lại cái nồi nước dùng sôi quá xá sôi, mình cho cái chuối vô luôn. Cho chuối vô mình tiếp tục nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình mình ha. Mình cho vô đây là hơn nửa muỗng cà phê dầu hào chay.
Hơn nửa muỗng canh nước mắm chay. Món canh này á, mình cho nước mắm nhiều nhiều một chút sẽ rất là thơm ngon. Nửa muỗng canh nước tương là mình vớt cái bọt ha. Chuối sôi chừng 3 đến 5 phút tùy theo sở thích gia đình, mình thích ăn cho mềm ruột hoặc là vừa mềm tới là được. Rồi mình nấu sôi chừng 5 phút rồi mình cho nấm kim châm vô. Nấm kim châm rất là nhanh chín, sau khi cho nấm kim châm thì mình nêm cái ngò cũng như là lá lốt vô luôn. Một ít cà chua, muối cao sau cho đẹp mắt. Món canh chuối này nấu rất là nhanh, đơn giản nhưng ăn rất là ngon và đủ dinh dưỡng. Như vậy là nồi canh đã xong rồi nè. Mình múc canh ra nêm tiêu xay vô nữa là ăn cơm thôi các bạn ơi. Cô chú anh chị em và các bạn thấy mình chia sẻ món canh chuối này nấu rất là dễ và nhanh, ngon, đủ dinh dưỡng thì tặng cho mình một like. Bạn nào chưa có đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa. Sau khi xem video thì chia sẻ cho các bạn cùng xem để cùng ứng dụng làm món ăn chay ngon. Mình múc tô canh chuối xong rồi nè các bạn, thơm phức luôn á các bạn. Món này mình ăn kèm với cơm hay với bún á, rất là bắt luôn. Mình cho thêm ít lát ớt cay cay sẽ rất là ngon. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn cách nấu món canh chuối xanh chay đã xong. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng nấu món canh chuối xanh chay này ăn ngon miệng. Món ăn chay hôm nay như vậy là đã hoàn thành rồi. Mình xin được kết thúc video ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới. Mình tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.